Mỹ Hương đang có mặt tại chung cư Ngô Gia Tự quý vị ạ. Ở đây là nhà văn hóa phường 2 ha. Bây giờ Lý Hương dẫn cả nhà đi một vòng chung cư, với lại Lý Hương đi tìm gỏi cuốn bình dân ăn. Đồng nát, cô này cô làm nghề đồng nát. Lý Hương đang đi trong lô L của chung cư Ngô Gia Tự ha. Ở đây có gánh bún riêu, bữa Lý Hương cũng có ăn rồi. Bún riêu phèo. Ở đây là ngay trường tiểu học Trường Nhân Tôn. Rồi giờ Lý Hương quẹo qua phải nha. Đi dạo dạo kiếm gỏi cuốn ăn cả nhà ơi. Đây có bánh tiêu. Gần gần khu chung cư này thì có rất là nhiều những hàng ăn ha. Kế bên có mì vịt tiềm, bún ngò bò. Hôm bữa cũng Lý Hương cũng có dịp ăn rồi, tương đối chấm khoảng 8 điểm. Cơm trưa, cà phê, phở, sữa chua. Đây, có gỏi cuốn ở đây. Chờ thử quán này ha, cũng không đông lắm. Hello chị, em đi kiếm gỏi cuốn, em thấy vòng vòng đây có chị bán, em vô em mua thử. Ồ bạn, chị bán thêm món bún gì vậy chị? À, hoành thánh lá. Dạ. Một phần như vậy là giá bao nhiêu chị? 22 ngàn. Dạ. Còn gỏi cuốn là một gỏi là bao nhiêu chị? 6 ngàn cho em. Để coi, cho em bún cuốn đi, cho em bún gỏi với lại hai loại tương luôn. Ở đây là có mắm với lại tương đúng không chị? Dạ. À, này là mắm, đây là tương. Chị bán mấy giờ chị? Bữa chị bán tới 7 giờ tối. Dạ, 10 rưỡi tới 7 giờ tối ha. 10 giờ rưỡi tới 7 giờ tối, đây ở số 7 lô ca của chung cư Ngô Gia Tự. Có gỏi cuốn, tôm thịt, gỏi bò với lại hoành thánh lá ha. Đây là bì. Kế bên có xe trà đào dầm. Làm cho em bún gỏi nha. Chị có cuốn không? Chị cuốn cho em quay. Cuốn thử cho em quay nha. Ở đây là chị có. Dạ.
chỉ có cái phần này là lỗ tai heo, tôm mà gỏi nè, bì nè ha. Rồi xíu xin cô chủ quay cho cả nhà ha, một cái cuốn gỏi coi quay coi trong bao lâu. Dạ đợi em xíu chị. Chị đó mua cái gì? Cuốn, gỏi cuốn hả? Dạ chị, dạ dạ chị bán đi. Bao một cái đi. Có khách đang đợi ha. Cái này chắc ngày mình cũng bán lai rai vậy ha chị. Có khi nào mà khách mà đến nó đông không? Thường là giờ nào chị? 3-4 giờ. Giờ ăn giặt hả? 3-4 giờ đủ rồi. Dạ. Bác tới 3-4 người giao phụ. À, vậy là em đi giờ là giờ trưa á, giờ nghỉ trưa. Cô đây cô bán ống hút. Cái bên là quán trà. Em thấy người này làm luôn tay chị ha. Làm tới bán tới tối hết trời rồi mới xong. Nhưng mà cái phần mình còn chuẩn bị nguyên vật liệu này là chị chuẩn bị từ lúc mấy giờ? 7 giờ sáng xong nấu nướng nhà xong rồi mới đem ra. Dạ. Nhưng mà phải đi mua đúng không? Phải đi mua thịt đồ là từ sớm. Rồi coi như làm tới 7 giờ tối là mới xong, mà em thấy là cứ cuốn xong rồi bán không cuốn. Nhưng mình chị bán là chị bán với ai không? Đó, chị bán một đứa một bà chị. Dạ. Khoảng 2 giờ chị ra mua cuốn phụ. Dạ. Hai chị em ngồi cuốn rồi. Một ngày chị bán khoảng chừng bao nhiêu cuốn? 100 cuốn không? 300. Hai người bán bao nhiêu? Ôi sao vậy? Cái này là thân lắm, chị mới gọi là tiết lộ chút ngộ vậy hả? Mướn chỗ hả chị? Mình mướn ở phía ngoài thôi hả? Còn ở trong là mọi người ở hả? Nấu đồ xong nhà đợi em chứ nha. Đó, khách luôn tay. Mỗi cuốn món gọi là dễ ăn mà, nên là thường chắc xế xế là mọi người đi ăn nhiều. Chị tên gì ha? Em giới thiệu khán giả coi ai đi qua đường này ghé ủng hộ chị dễ thương. Chị tên Oanh. Chị Oanh, ok. Thuê mặt bằng rồi xong rồi bán gỏi cuốn thôi quý vị. Bán từ khoảng sáng cho đến khoảng tới tối. Giờ đông nhất là khoảng 3-4 giờ chiều ha. Chị bán đi chị. Đó, nghe thấy không? Đây là nghề cứ bán. Ờ. Bưng lại nhà luôn nha. Tôn vậy nhiêu? 75. 75 ba tô hả chị? À. À. Vậy là 15 là 45. À. Ủa chị rồi chị bán rồi xong rồi ai đi bưng cho chị? Chị tự bưng luôn hả? Rồi ai giữ quán? Bỏ đi tại vườn đây chị mới bưng đi vòng xa chị. Xa đi chú ở 2 giờ trở lên chỉ có 10 phụ mới bưng. Yeah.
này là mới là ra đây, khách cũng khá là dễ thương ha. Dạ. Dạ, gọi điện lên Thuận liền hả? Vậy mấy người phụ của chị cũng ở nhà hay sao? Gọi cái có liền. Ở trong nhà không ạ? Đấy. Tổ tài không dám rồi. Dạ có liền. Không bỏ đậu phộng. Em đúng rồi, quay phim học nghề mốt đi bán. Vậy chứ đâu có sợ học nghề, em biết cái nghề này dễ ai cũng biết hết á. Quan trọng là cái nước chấm thôi. À, còn mới cuốn thì nào cũng dễ xấu thôi. Ta cũng sẽ chọn là đồ tươi nè, xong cuốn sấu cũng bán. Chị bán là chị lựa mua tôm sống không? Dạ. Nhiều thiếu cũng đi mua tôm sống không bán. Chị hát cũng bị nha. Dạ em có sẵn em cuốn rau sống, đồ sống, bún sống, tất cả đều sống. Đồ quan trọng là nước chấm đó hả chị? Quan chấm, nước chấm thôi. Dạ. Yeah. Nhiều người khách tới xong ngồi chờ chị không sợ em học nghề đó. Chị trời đâu có sợ. Cuốn thì ai không cuốn được. Có người cuốn sống. Vậy là bí kíp nó nằm ở giữa nước chấm. Nước chấm, nước chấm pha ngon. À, em về em ăn thử nước chấm coi sao à. Thường thì cái cuốn mà mình để mà nó để lâu với lại cái cuốn mới thì thường cái nào nó ngon không chị? Hay cũng vậy? Cũng vậy thôi, có thấy à đó cái bánh nó để lâu lâu vậy nó có bị sợ khô đó. Dạ. À. Khô là phải đậy khăn đúng không? Dạ. Mắm nêm ha, ở đây thì mình ăn là nước chấm là mắm nêm hoặc là tương. Đây là mắm nêm nè. Bí kíp ở đây. Còn mắm nêm này chị pha làm sao? Mỗi ngày cũng pha một lượng vậy hả? Xong là xong. Ngày nào làm mới ngày đó hả? Dạ. Chị Bì ăn nước mắm ha. Ai cuốn không? Cho em tô quỳnh thấm lá. Thường mọi người đến đây ăn tô quỳnh thấm lá với lại hai cuốn gỏi ha. Vậy là vừa hả? Thôi em quốc 4 cuốn luôn, em khỏi ăn quỳnh lắm. Cô ăn quán này lâu chưa cô? Một người quản một xe ha, và có cái dịch vụ là giao hàng tận nhà luôn. Chị nói là giao gần gần đây chị đi chứ sao quá chị cũng đi được. 4 tô hoành thánh lá khoảng là 75.000 ha. Rồi bây giờ chị chuẩn bị 4 tô nè, giao gần gần ở đây. Ở đây thì Lý Hương thấy có ông chị đang ăn hoành thánh lá lần đầu tiên luôn. Hello, hello chị ăn lần này lần đầu tiên hả chị? Đúng rồi. Chị làm gần đây hả? Làm trường cao đẳng kinh tế. Dạ, trường cao đẳng kinh tế. Chị bán canteen đúng không? Hồi nãy có một đoạn em quay rồi xong là em đang phỏng vấn, tưởng quay nhưng mà máy không có quay. Bây giờ là hỏi lại. Thì buổi trưa vậy là mình nghỉ mấy giờ chị? Nghỉ 1 giờ tới 3 giờ. Ồ. Oh. Nghỉ sướng người ta. Nghỉ 2 tiếng. Ồ. Oh. Là do là giờ đó là các bạn học giờ sinh đó, bạn học sinh nó mới vô trường. À, rồi xong được nghỉ. Lớp về rồi. Dạ. Qua đây ăn xong rồi vô nghỉ hả chị? 1 giờ cho tới 3 giờ được 2 tiếng ha. Còn làm là mấy giờ? 5 rưỡi sáng. 5 rưỡi sáng là vô làm. 6 giờ chiều. Dạ. Là mình bán cho trường luôn hay là mình thuê của trường lại mình bán? Vậy giống như là nhân viên á. Nhân viên bán. Dạ. Vậy là mình hưởng lương thôi chứ mình không có phải là kinh doanh. Đi bộ lại đây mua ăn hả chị? Rồi chúc chị ngon miệng nha. Bên đây là bạn này, bạn đi nhuộm tóc ha. Sẵn qua ăn luôn. Kế bên quán nhuộm tóc. Đây, 4 tô hoành thánh. Như này là 20, còn không á là ồ, có hành lên nhìn hấp dẫn quá ha. Đó, hành nhiều lên.
20 cái đó 15 là nên thành là 75 ha, bốn tô này. Đó. Rồi sau là ship tận nơi luôn để với Hương quay cửa nhà. Bán mình xong ship tận nơi luôn. Tại kệ còn kịp, tại vì buổi sáng mấy đứa nó cũng có bụng để cho nó nghỉ xíu nó ra. Dạ. Rồi xong mà cứ để cái xe vậy luôn. Tại dựng đây rồi. Ok. Dạ, chờ xíu không sao vậy. Từ bà chủ quán rồi nhân viên ship hàng tất tật hết luôn. Sau 2 giờ Lý Hương về tới nhà rồi quý vị ơi. Đấy, trước mặt cả nhà là 4 cuốn gỏi cuốn ha, mỗi cuốn thì có giá là 6.000 và ở đây là 3 cái chén nước chấm với cái hương vị rất là đặc biệt đặc trưng của quán của chị Oanh ở khu chung cư Ngô Gia Tự nè. Và bây giờ Lý Hương sẽ soi tận cảnh ăn review cho cả nhà ha. Thì gỏi cuốn là một món ăn mà rất là dân dã và gây nghiện cho giới trẻ ha. Rất là dễ ăn. Cái phần tôm với là thịt này thì mình có thể chấm với lại mắm nêm nè, quế với mắm nêm. Rồi để Hương xem thử cái nước chấm ở đây như thế nào ha. Trời ơi cái đầu con tôm ngon quá trời luôn này, sau 2 tiếng mà bánh tráng còn rất là dẻo. Nước chấm khá là vừa, thơm mùi tỏi băm với lại khóm, không có bị mặn ha. Đúng là phần nước chấm rất là đặc biệt, không có bị mặn. Chơi nguyên một cục ở trong đây là có thơm với lại tỏi băm nè. Wow, nước chấm khá là đặc biệt cả nhà ơi, rất là ngon ha. Giờ Lý Hương thử cái phần tương này. Thôi, bây giờ thử trước cái cuốn bì này chấm với mắm này xem như thế nào. Một cuốn như thế này thì có giá là 6.000 thôi ha. Cuốn như thế này thì ở khu vực quận 5, quận 10, quận 11 thì tầm khoảng những cái quán bình dân á, thì cứ khoảng là 6.000, 7.000, 8.000. Rồi cái phần nước chấm này xem như thế nào. Trong nước chấm thì có tỏi băm rất là nhuyễn nè, có đồ chua và có đậu phộng nữa. Một cắn nữa. Rồi giờ Lý Hương thử đem cuốn bì này chấm với mắm nêm coi xem thế nào ha. Thường là bì người ta sẽ chấm với lại, Lý Hương thấy cái phần mắm nêm này rất là ngon.
Đúng là bì á, mình chấm với mắm thì sẽ hợp hơn ha. Loãng một chút xíu là xử xong cuốn hai cuốn rồi. Không xin nhơi ha. Đúng là ăn gỏi cuốn thiệt kiện. Bánh tráng dẻo ghê chưa quý vị? Rồi bây giờ Lý Hương thử cái phần tương này ha. Tương này thì được coi như là nhuyễn, xoay nhuyễn luôn. Trong ba loại nước chấm này nó hơn thích nhất cái phần này. Nước chấm bằng mắm nêm thích nhất. Ớt băm, tỏi băm, thơm băm. Anh cả nhà thấy hương quết quá trời mắm luôn mà không có bị mặn ha. Nước nó rất là vừa, không có bị mặn. Còn cái này thì chấm bên đây thì vừa hơn. Cái loại nước chấm này đặc sắc nhất nè. Rồi, Lý Hương tạm end video đây ha. Hẹn gặp lại quý vị ở những video tiếp theo. Hãy nhấn like nước tích nha. Và đừng quên subscribe kênh để nhận được những video mới của Lý Hương về Sài Gòn, về đường phố Sài Gòn, con người Sài Gòn, văn hóa Sài Gòn, những trải nghiệm của Lý Hương ở Sài Gòn nhé. Bye bye quý vị. Bye bye.